sao rồi, nó bị gì hỏi đó, cái quan có bị mẻ không? À, hỏi cái xương có bị cái gì không, mày đừng có nói vụ nguyên nhân. Cái nguyên mẫu hả? Con mày, mày gặp nó chưa? Thôi nè, cái này nhãn heo à. Không. Thôi thôi thôi, thôi. 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 Thôi, th